Ok. Xin chào ạ, tôi là LVD. Yeah! Chào các bạn đến với video mới nhất của LVD. Thì ngày hôm nay như tiêu đề tôi sẽ ăn một miếng thạch Milo nặng 10kg bạn nha. Một cục thạch luôn, không phải một miếng thạch bạn nha. Mỗi người sẽ được một miếng mà có thể để mang về các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ thưởng thức một miếng thạch. À, một cục thạch Milo 10kg bạn nha. Đấy. Và về đây tôi sẽ cho các em nó được nhìn thấy cục này Milo 10kg này. Tôi đã mất khoảng 3 tiếng để có thể chế tạo thành công và tôi đã cho tủ lạnh trong vòng khoảng tầm 12 tiếng mọi nha. Đấy, tổng cộng là đã mất 15 tiếng để hoàn thành cái cục thạch Milo 10kg này. Và bên đây tôi sẽ gọi là lấy ra cho bạn xem nhé. Ok. Đây các bạn nha, đây chính là gọi là cục thạch Milo tôi được để trong cái xô gọi là xô huyền thoại các bạn nha. Nó được coi là một huyền thoại khi được xuất hiện rất nhiều trong video của ngày hôm nay của tôi. Và tôi nghĩ là lần này tôi sẽ làm thạch khá hơn và tốt hơn cái thạch Coca-Cola của tôi. Và tôi đã làm như ngày xưa đấy các bạn nha. Và rất là vui ngày hôm nay chúng ta lại được gọi là gặp lại những gương mặt thân quen ở đây đấy các bạn nha. Chú nghĩ sao về ngày hôm nay? Hôm nay là Noel. Noel như mọi năm, không có gì đặc biệt. Có hôm nay là ngồi cùng anh Đài và được mọi người đây. Ừ đấy Kiệt, chú nghĩ sao ngày hôm nay tôi á? Tôi hôm nay được ngồi cùng anh Đài, anh Thạch. Đấy. Nó tuyệt vời lắm rồi. So với mọi năm thì nó như nào? Vẫn bình thường. Noel năm nay vẫn bình thường. Quân đây. Tôi muốn hỏi em Quân một lần tí là Noel năm nay có khác gì với năm ngoái? Năm ngoái là được ngồi đây cùng với các anh em. Đấy, năm ngoái là nó chỉ có vậy thôi nha. Thì chúng tôi gọi là
Ở quê thì hôm nọ chúng tôi vừa ăn nuôi em xong ấy đấy. Cách đây tầm khoảng một tuần nữa chúng tôi phải chuẩn bị trước để có thể đăng cái video tặng quà nuôi em cho em Lâm bạn nhé. Phải chuẩn bị hẳn trước một tuần để có thể sản xuất ra một cái video nó. Và bây giờ tôi muốn hỏi báo chúng nghĩ sao về nuôi em năm nay. Năm nay là tôi được ngồi tụ họp với anh em để ngồi ăn thạch các bạn nhé. Đấy, ăn thạch gì? Thạch Milo. Đây các bạn nhé, và bây giờ chúng tôi sẽ không dài dòng nữa và tôi sẽ gọi là mở chiếc hộp thạch Milo của tôi ra các bạn nhé. Nhưng mà tôi sẽ dành cho em Lâm để em lấy mở các bạn nhé. Em Lâm rất là trai tráng và khỏe mạnh. Từ các bạn nhé. Khoảnh khắc này rất hồi hộp, tôi muốn gọi là phải chuẩn bị rất là kỹ càng các bạn nhé. Tôi sẽ không cho em nó nhìn thấy trước các bạn nhé. Nào các chú nhắm mắt vào. Đấy bạn nhé, nhắm mắt vào. Mở theo hướng này. Nhắm mắt vào đây các. Nào các chú nhắm mắt vào đi. Đấy bạn nhé, các em nhắm mắt vào đi. Nhắm mắt đi. Không được tí hí nhá. Rồi. Đấy, các bạn nhé, đây tôi phải dùng một cái chiếc chậu để tôi úp vào, tránh tình trạng là nó bị xô ra ngoài như lần trước bạn nhé. Lần trước làm thạch coca chúng tôi phải mắc rất nhiều lỗi và lần này chúng tôi gọi là phải rút kinh nghiệm lại về cái lỗi đó. Đấy các bạn nhé, các chú đã sẵn sàng chưa? Rồi. Nhắm mắt rồi đi. Nhắm mắt rồi nhá. Okay. Bảo nhắm mắt đi. Đấy các bạn nhá, và bây giờ các em còn đang nhắm mắt đấy nữa. Nhanh thôi. Nhắm mắt rồi nhá. Các bạn nhá, chuẩn bị úp lại nhá. Nhắm mắt rồi đi. Nhanh thôi. Nó các chú nhắm mắt rồi. Đây các bạn nhá, tôi sẽ nhắm mắt cùng các em nhá. Nhắm mắt vào đi. Nào, chuẩn bị lật đi. Nào, lật nhanh ạ. 1, 2, lật theo cảm giác. Được rồi, đấy rồi, mở mắt ra. Nhưng chưa mở, đấy các bạn nhá. Em Lâm đã gọi là úp cái thông thạch này xuống không? Ủa, của ai tôi nghĩ là nó rất nặng. Đấy các bạn nhá, nó trùng trùng luôn. Nào các chú nhắm mắt ra đi. 3, 2, 1 thì mở mắt ra nhá các bạn nhá. Tôi sẽ đến 3, 2, 1 và các em nó mở mắt ra nhá. Chuẩn bị cho em nó đang tí. Nào nhắm mắt thực sự rồi nhá. Thực sự nhá các bạn nhá. Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1. Mở đi. Nào chuẩn bị nhá. 1, 2, 3. Tê tê. Các bạn, đây là gọi là thạch Milo của tôi. Các bạn nhìn thấy khác không? Tổng lần này nó đông cứng hơn các bạn nhá. Và nó nhìn nó gọi là bắt mắt hơn các bạn chú. Nhìn nó lắc lắc. Nào, bây giờ tôi muốn hỏi cảm xúc của em Kiệt đi. Kiệt, đầu tiên chú cảm nhận thế nào khi nhìn thấy gọi là chậu thạch Milo 10kg của anh? Chú nhấc lên xem phải 10kg không? Rất nặng. Nhấc hẳn lên đi, nhấc hẳn lên mặt đất đi. Đấy, gọi là vừa to nặng. Đấy, chú đoán là bao nhiêu kg? 10kg. Ừ, 10kg, chú nghĩ sao? Thạch rất to ạ. Thạch rất to và... Đấy bạn nhá, em Kiệt đấy, em chỉ muốn chia sẻ vậy. Mà đây tôi muốn mời em Quân, Quân nghĩ sao? Cái thạch này rất to, đẹp mắt nhá. Tôi thấy... Nhấc. Chú tự hãy thử nhấc lên đi. Khá nặng các bạn ạ. Tôi nhìn thấy có vẻ rất đẹp nhá. Có vẻ chuyên nghiệp hơn lần trước ấy nào. Đấy, các bạn chuyên nghiệp hơn đấy các bạn nhá. Các em nó đang khen tôi bạn nhá. Đang khen tôi và ăn tôi về cái vụ thạch coca cola kia. Trâm, chú nghĩ sao? Đến lượt em luôn. Nghĩ đây không phải em lè làm đâu. Nhìn nó quá... quá đẹp mắt, quá tuyệt vời. Sao không nhìn vậy? Nó sánh mịn, nó kiểu một bước vượt bậc so với hôm trước. Đấy bạn nhá, em Lâm nghĩ là không phải tôi làm nhưng mà các bạn hãy. Nếu mà anh Đài làm thì em rất bất ngờ luôn. Đấy bạn nhá. Anh Đài quá tuyệt vời. Đấy chú cần gọi là xem cái video này sau khi phát hành hoặc là xem phải tôi làm nhá. Bạn em ơi, tôi muốn hỏi cảm xúc của em Bảo khi nhìn thấy cái viên thạch coca này. Nào chú hãy thử bê lên đi. Wow. Nào chú nghĩ sao? Chú nghĩ sao về cái viên thạch coca cola này? Chú đã chứng kiến từ đầu đến cuối anh hoàn thành cái thạch coca cola này, chú nghĩ sao? Thạch coca cola? À thạch... Các bạn nhà tôi vẫn bị nhầm nhá, các bạn nhà tôi cứ bị nhầm thạch coca cola. Các bạn nhà, nhưng đây là thạch Milo. Các bạn nhà, nhắc lại một lần nữa, đây là thạch Milo. Milo. Đấy, nào. Về kiểu dáng thì nó rất là bắt mắt nha. Nó không bị kiểu mềm như lúc trước các bạn nhá. Thạch này nó bên trong hình như anh tôi thêm thạch nhỏ hay sao, nhìn nó rất là ngon. Ok bạn nha, thì tôi xin chia sẻ tôi đã thêm thạch thạch rau câu người ta đã làm sẵn về các bạn nha. Đấy, nhìn nó đã khác và nó sẽ bắt mắt hơn và nó sẽ gọi là ăn uống và nó sẽ ăn gọi là tôi nghĩ là sẽ đậm đà hơn và ngon hơn các bạn nha. Và chú muốn chia sẻ điều gì hơn không? Ngon, tôi về tôi chỉ muốn thử thức thôi các bạn nhá. Ừ, đấy, chú chấm anh được bao điểm? Theo về mặt hình thức. Còn mặt chưa ăn thì chưa chấm. Hình thức thì tôi chấm cho anh 9.5 điểm thôi. Wow, 9.5 điểm các bạn nhé. Còn em Kiệt, chú chấm anh được bao điểm?
10 điểm luôn. 10 điểm. 10 điểm. Quá ơi em kiến em đấy đang tiên tỷ tôi sao? 10 trên 10. Và bên đây tôi muốn em Lâm chấm điểm cho mình nào. Lâm hãy nhìn vào camera và chấm điểm của anh. Và hình thức chấm tối đa 5 điểm luôn. 5 điểm. Còn còn chưa ăn thì chưa biết như thế nào. Quân chú chấm anh được bao điểm? Chú hãy suy nghĩ sớm mà. Về mặt hình thức thì tầm khoảng là tối đa 10 điểm. Wow, 10 điểm, lãi 10 điểm các bạn nha đấy. Còn về mặt gọi là ăn xem nó có ngon không thì các em nó phải đợi chờ các bạn nha. Và về ngay sau đây tôi sẽ mời các em nó ăn các bạn nha. Mời các em nó ăn thạch Milo. Các bạn nha, em Lâm em đang hỏi tôi là chú hỏi vừa hỏi anh đi. Anh làm cái gì anh? Đấy các bạn nha, tôi gọi là muốn chia sẻ công thức này là tôi đã sử dụng một chai Milo bột có trọng lượng là 400g. À, 4 gói thạch rau câu có trọng lượng là 40g và 5 lít sữa đậu lành các bạn nha, sữa đậu lành và còn gì nữa? Đường. Đấy đúng rồi, đường các bạn nha, tôi đã sử dụng nửa cân đường các bạn nha. Đấy đấy là tất cả những gì mà tôi đã. À còn một lọ sạch rau câu nữa các bạn nha. Tôi xin thêm nữa còn một thạch lọ thạch rau câu. Đấy là một lọ thạch rau câu là nặng 2,5 cân các bạn nha. Đấy. Đơn giản là vậy và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức thạch Milo. Ok rồi. Chú lấy đĩa để chia đi đó. Nhầm. Thôi em ơi, tôi sẽ cắt cho các bạn nhá. Cắt đi. À, em cuốn cắt và tôi sẽ gọi là chia được. Đấy cắt đi. Ui, đây là người rất cứng các bạn nhá. Rất cứng luôn đấy. Rồi chú cắt theo ý chú đi, bọn anh sẽ không góp ý. Cắt kiểu gì chia được 5 người. Chú cắt đi. Để anh cho chú tự quyền để quyết định có đấy nha. Em quân em ấy đang dùng hết khả năng mình để cắt để chia cho chúng tôi cho nó cân bằng các bạn nhé. Wow, miếng thạch đầu tiên đây các bạn nha, nhìn xem. Đấy, tôi muốn chia đây của kia đây. Wow. Quá ghê cơ. Wow. Và đây là của em. Của em Bảo các bạn nhé, đây là của em Bảo đấy, của em Bảo. Ôi, tôi sợ nó trôi ra ngoài lắm. Quá sánh mịn, nhìn rất là ngon. Cả nhìn cái nhân thạch nó. Ngon vậy. Các bạn nha, đây là tôi cắt miếng thạch ra nha, tôi cảm thấy thạch rất là mịn nha, rất là... Vâng, đó tất cả những gì mà em Quân muốn chia sẻ, tôi muốn kết lại lần này như vậy. Và bây giờ em Bảo em đấy. Tôi không biết là miêu tả nhau nhưng mà nó rất là đẹp và bắt mắt. Nhưng mà tôi không biết là nó có ngon không các bạn nha, đấy là kết luận cuối cùng của em Bảo. Và bây giờ chúng tôi sẽ thử ăn các bạn nha, đấy thử ăn. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn cùng chúng tôi nhé. Mời anh em nhá. Ok các bạn ăn đi. Bón này bón ra đấy nào. Phải bón lên. Ngon lắm mà. Rồi nhé các bạn, chúng tôi đã thưởng thức xong thạch Milo. Milo nha các bạn, đây chính là thạch Milo của tôi đấy, đã thưởng thức hết một nửa rồi. Khoảng tầm 4kg các bạn nha. Và đây chúng tôi gọi là đã ăn hết, đấy đã ăn hết rồi. 5 đĩa thạch đã bay trong khoảng tầm 15 phút các bạn nha. Đấy, chúng tôi ăn rất là khỏe luôn. Và bây giờ tôi muốn làm một chuyện, đó chính là tôi sẽ cắt ra mỗi người cục để mang về các bạn nha. Gọi là cho người thân gia đình thưởng thức về cái thạch Milo này các bạn nha. Các chú không được nói là anh làm, các chú bảo chú mua. Nha, mua 5.000 một cục đấy bạn nha, đấy. Và bên đây tôi muốn được chia sẻ cho các em nó nào. Đây của chú. Cực gắt. Ok bạn nha, đây là phần quà nhỏ nhỏ mà tôi muốn gọi là gửi tặng các em nó trong cái ngày Noel này các bạn nha. Chúng tôi đã không đi đâu chơi cả và ngồi đây quay video để chia sẻ tới bạn đấy. Và video này sẽ được gọi là ra mắt vào năm 2022, ngày đầu tiên của năm mới các bạn nha, đấy. Lâm đại diện cho anh em chia sẻ đi. Thật sự đây là một video cuối cùng của năm 2021. Trân trọng gửi lời chúc đến các bạn đang xem video. Hãy chịu khó like và subscribe cho kênh của anh Đài phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, đó tất cả những gì mà em Lâm muốn nói và từ đáy lòng tôi bạn nha. Ok. Tôi thấy những lời đó gọi là rất là ấm áp từ trái tim của em Lâm bạn nha. Trái tim của em Lâm rất là ấm áp luôn bạn nha. Đấy. Nhân dịp năm mới sắp tới tôi thay mặt các bạn, các anh em ở đây chúc tất cả các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha các bạn nha. Đấy, đó tất cả những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ các bạn nha. Đấy, còn điều gì để chia sẻ thêm, rất cảm ơn các bạn sẽ yeah. Chào các bạn nha. Hẹn lại các bạn ở năm sau. Vâng, hẹn gặp các bạn ở video mới nhất. Yeah. Năm sau luôn. Ăn nữa.